nhạt phai, dù bão giông có quay về đây. Như mây xanh trời cao, tìm nhau đến dẫu xa cuối trời. Em yêu anh đậm sâu, làn gió thơm thoáng qua đời anh. Ngày yêu nhau anh đâu nào hay biết, tình yêu kia chơi với bao niềm đau. Khi phong ba chia xa tình hai đứa, thì em ơi nơi đâu anh thấy em? Em là gió gió cuốn theo tình anh, thanh thoát bao vần thơ khúc ca tình đôi lứa. Em là nắng nắng sáng tâm hồn anh, ấm áp ân tình đó mãi mãi không rời xa. Anh là gió gió mãi dù hồn em xanh, bước ta cùng nhau bước qua ngàn dòng tố. Anh là nắng nắng cháy trong lòng em, sưởi ấm đêm lạnh giá thắp sáng cho tình ta. Kìa phong ba chia xa tình hai đứa, thì em ơi nơi đâu anh thấy em? Em là gió gió cuốn theo tình anh, thanh thoát bao vần thơ khúc ca tình đôi lứa. Em là nắng nắng sáng tâm hồn anh, ấm áp phần tình đó mãi mãi không rời xa. Anh là gió gió mãi dù hồn em xanh, bước ta cùng nhau bước qua ngàn dòng tố. Trong lòng em dưới ấm đêm lạnh giá thắp sáng cho tình ta. Em là gió gió cuốn theo tình anh, thanh thoát bao vần thơ khúc ca tình đôi lứa. Em là nắng nắng sáng tâm hồn anh, ấm áp ân tình đó mãi mãi không rời xa. Anh là gió gió mãi dù hồn em xanh, bước ta cùng nhau bước qua ngàn dòng tố. Anh là nắng nắng trong lòng em, sưởi ấm đêm lạnh giá thắp sáng cho tình ta. Trong đời em nói thương tôi tiếc
đêm nay hỡi. Nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ còn tôi đêm mang, còn tôi đợi chờ. Thì dù già rồi tôi vẫn là của Phương Trinh, Charlie. Dạ, xin mời ý kiến của ban giám khảo. Chắc là mời giám khảo Cẩm Ly trước đi ạ. Mời chị. Tuần này là chị thực sự là cảm thấy hài lòng. Thứ nhất là hai đứa đẹp đôi quá, chị cũng nổi luôn. Tụi em diễn trong cái bài này cũng rất là tốt. Luân hát bài này rất là ngọt, mượt lắm. Và nó có cái tình ở trong câu hát của em. Những cái nhấn, những cái điểm thả rất là tốt. Trinh á, trong bài này có lẽ là nhiều khi nó sẽ không bén trong cái giọng của em hát, nhưng mà cái độ mượt mà ngọt ngào của độ tình em vẫn thả vào đấy, em rất là làm tròn trọn vẹn. Và hôm nay tụi em thật sự là có cái sự tiến bộ so với hai tuần trước. Chị hy vọng rằng với cái đà này mình tự tin lên, mình đã mang tiếng chơi nhưng mà phải chơi một cách nghiêm túc, thì tụi em cố gắng thì chị nghĩ là sẽ không có phụ lòng mình đâu ha. Ok, cố gắng nha. Ok, cảm ơn chị Cẩm Ly nhiều lắm. Xin được cảm ơn chị Cẩm Ly. Còn chị Hồng Vân thì sao ạ? Xin mời chị. Đúng là cái cảm nhận của tôi á, là nhạc bolero không phải là sở trường của Trinh. Tuy nhiên á, khi mà Trinh hát á, có những cái đoạn, có những cái nốt mà Trinh lên rất là ngọt. Nếu mà Trinh luyện được cái luyến nó ngọt á, nó đừng có bị hút đi cái hơi á, thì sẽ rất là hay. Tại giọng của Trinh ấm, nó ấm nhưng mà nó lại ngọt, mà nó lại có cái độ vang nữa. Số sau các bạn gọi là hợp tác lại với nhau một cách chặt chẽ hơn nữa, thì tôi nghĩ là các bạn sẽ tạo nên những cái điều rất là bất ngờ. Và mọi người cũng phải chú ý một chút là vì Luân là diễn viên Minh Luân chứ không phải ca sĩ, thành ra là khi mà ban giám khảo chấm cũng phải lưu ý một chút đến cái điều này. Nếu như bạn là ca sĩ, bạn hát, có thể mình phải đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng mà vì bạn là diễn viên cho nên á, riêng với Luân là tôi chấm vào cái chi tiết diễn xuất của bạn. Tại vì nếu mà bạn diễn không bằng những bạn kia thì là không chấp nhận. Đó là cái tiêu chí để tôi chấm cho cái cặp này. Dạ, cảm ơn cô. Cái khuyết điểm rất là lớn đó nên là con sẽ cố gắng để cho nó mượt hơn ạ. Còn anh Minh Vi thì sao ạ? Xin mời anh. Trên em hát bolero bao lâu rồi? Em mới tập bolero là từ lúc em với anh Minh Luân bắt đầu đồng ý tham gia cuộc thi này. Cái bài hồi nãy á, em chỉ bị trao, dùng từ là trao chút xíu ở phần đầu, nhưng từ gian tấu trở đi em hát rất tình cảm.
Sẵn chị em hỏi luôn nha, bây giờ giới thiệu là diễn viên hay giới thiệu là ca sĩ? Dạ diễn viên ca sĩ. Tại em cũng ham hố đó. Đó, chị ham hố. Rồi giả bộ nói MC ơi, giới thiệu diễn viên trước nha, rồi sau đó mình đính kèm tí ca sĩ. Rồi anh nói vậy thôi để chúc mừng hai bạn. Và anh khẳng định là Trinh có tiến bộ trong Bolero. Và nếu em đi theo con đường này, anh nghĩ vẫn được để có động lực để em tiếp tục. Dạ em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ạ. Em xin cảm ơn ban giám khảo. Rồi. Xin được cảm ơn ban giám khảo đã dành những lời khen dành cho cặp đôi này. Diễn viên ca sĩ Minh Luân cùng với ca sĩ Phương Trinh Charlie. Chúc mừng hai bạn. Nối tiếp mạch cảm xúc thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng đến với một không gian. Về nuôi nhà
vội vàng, nụ hôn vội vàng, nắng trói quá dễ. Anh còn nợ em, anh còn nợ em. Trần Vũ và Thu Trang, xin cảm ơn vũ đoàn Trường Gió. Khi mà ngồi phía dưới cá nhân Minh Xù xem thì Minh Xù cảm thấy giống như là nổi hết cả da gà của mình lên vì cái cảm xúc rất là thật của các bạn. Thế không biết là đạo diễn Hoàng Nhật Nam cảm giác của anh như thế nào? Em đang thấy anh rất là suy tư ạ. Xin mời anh. Anh mới nghe cái bài hát đầu tiên là Chiếc Lá Cuối Cùng thì anh hơi liên tưởng tới người chị của anh là chị Hồng Vân, với cái thiết kế design tóc có một chiếc lá. Vâng ạ. Đối với anh này, bài hát Chiếc Lá Cuối Cùng thì không có phải là xa lạ, nhưng mà cái bất ngờ đó là cái chuyển cảnh sang Anh Còn Nợ Em, một cái không gian hoàn toàn khác. Mình cảm thấy nổi da gà khi mà trong cái tình cảnh của cái nhân vật đặt ra, với một cái không gian toàn những cái màu tiếc thương, một cái sắc trắng rất là buồn, hai vợ chồng thực sự có một cái màn tung hứng cùng với nhau hóa thân trong cái nhân vật rất là tuyệt vời. Bài này thực sự là Thu Trang đã khai thác được hết cái thế mạnh của mình. Lúc mà nhạc dồn dập và bay lên những cái câu cuối nữa thì rất là nhiều cái cảm xúc nó vỡ òa. Và Trần Vũ thì bài này em cũng hoàn toàn là khác vòng thi trước luôn. Anh thích nhất là lúc em quỳ xuống ở dưới này trong cái niềm đau, và có cái câu bỏ nhỏ là cái câu mà anh thích nhất. Anh còn nợ em chim về nuôi nhà, trời mơ mưa đêm. Trời mơ mưa đêm, anh còn nợ em nụ hôn vội vàng. Hát bằng tình cảm mà nó đến được với trái tim của anh luôn. Anh rất là thích tiết mục. Em cảm ơn anh nha. Còn chị Tư Cẩm Ly thì sao ạ? Tiết mục hôm nay đối với chị là chị mãn nhãn và cả luôn mãn nhĩ. Chị cũng đã từng có lần nói về cái giọng hát của Trang rồi. Em có một cái mà chị rất thích trong cái cách hát của em, nó có một cái sự dây dứt. Nếu mà em vào cái bài hát mà về đau khổ của một người phụ nữ là em làm là số 1. Em hát người ta cảm nhận rất là sâu sắc luôn. Và trong hai cái bài này thì em đã phát triển được cái thế mạnh đó của em, đó là Trang. Còn Vũ trong bài này cũng tốt hơn so với những cái tuần trước. Hai tụi em có một cái sự ăn ý với nhau trong cái bài này rất là tốt. Về diễn, về tất cả mọi thứ và về giọng hát nó tròn đầy. Chị rất thích bài hát này, tiết mục này. Cảm ơn hai đứa. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, tiếp nối ạ, dạ, xin mời chị Hồng Vân luôn ạ. Này có điềm hay sao á, tự nhiên Chiếc Lá Cuối Cùng. Xin hỏi các bạn một chút xíu thôi, có nghĩa là ở đây bạn xác định đi là chồng chết hay vợ chết vậy? Chị Vân lấn cấn là tại vì lúc đầu Vũ đứng bên đấy phải không? Có nghĩa là gì nè, khi mà em đã xác định là cái người chồng chết, ở cái bài Chiếc Lá Cuối Cùng, người vợ ra để hoài niệm, để nhớ lại cái hình ảnh của người chồng mình, đúng không nè? Thì cái sự xuất hiện của em á, nó phải định vị là cái điều đó đã. Khi mà em xuất hiện lên chỗ này rồi xong đó em hát một câu, thì thay vì em cứ phải lẩn vẩn trong cái tâm tưởng của cô vợ, thì em lại phóng một cái xuống đây, một cái rất là hồ hởi và vồn vã. Thành ra lại tưởng ý chồng đi thăm bà vợ, gọi là đến đây để hoài niệm lại cái hình ảnh của người vợ mình. Nó bị lẫn lộn một chút xíu chỗ đó. Đương nhiên là chuyển qua phần 2 là người ta đã biết ngay người chồng chết rồi, nhưng mà người ta bị confused. Cái đầu tiên nó bị phí đi cái cảm giác đó chứ không gì. Tại vì nếu như nghe chị nói từ đầu gieo vào khán giả là cô vợ này cô đơn một mình, đơn côi ở chiếc ghế đá đó, nhớ về cái người đàn ông, người tình đã khuất của mình, mà tụi em làm trọn vẹn cái cảm xúc đó thì qua tới đây là khóc. Đó là cái mà mình nói là chi tiết để mà cho những cái sau nó hay hơn thôi. Còn nếu mà nói về tiết mục này, chị Liêm đã nói rồi, anh Nam đã nói rồi, tụi em đã tiếp thu những cái gì mà giám khảo góp ý.
để đến cái tiết mục của tuần lễ thứ ba này nó thực sự là hoàn hảo. Không phải chỉ là giọng hát không, mà còn cái biểu cảm, cái diễn xuất nữa, nhất là của bạn vợ. Người ta nói nếu mà vô nhạc kịch á, mà cái kiểu của Trang á, là người ta khóc hết nước mắt. Tức là nức nở mà vẫn rõ lời. Đúng rồi, rất là hay luôn. Cảm ơn tụi em, rất là cảm xúc luôn. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn những lời góp ý rất là chân thành của chị. Và hy vọng là lần sau nếu có dàn dựng thì tụi em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa. Cảm ơn chị. Một lần nữa, một tràng hú tay cho Trần Vũ và Thu Trang. Quý vị thân mến, tuần rồi thì cặp đôi chiêu trò của chúng ta mang tên là Như Thùy và Tạ Đình Nguyên. Cặp đôi này cũng đã có rất là nhiều sự biến hóa thông qua cái phong cách trình diễn của mình, và đặc biệt là cái sự lựa chọn bài hát cũng rất ấn tượng. Và tuần này họ sẽ một lần nữa biến hóa và hóa thân như thế nào? Hãy cùng nhau chào đón trên sân khấu ca khúc Thuyền Hoa của Như Thùy và Đình Nguyên. Sáng hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi hò khoan ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mãi chiều vui, đến thanh bình ta sống thành người. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che khăn, bao cô nàng mỉm cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi hò khoan ơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên sông. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi.
ơi hò hoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên sông. Dòng sông nơi thuyền hoa ơi, có em về cánh trái nở hoa, có em về trắng sáng đời ta. Dòng sông nơi thuyền hoa ơi, có em về cánh trái nở hoa, có em về trắng sáng. Đó chính là cô dâu Như Thùy và chú rể Đình Nguyên. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Cảm ơn dạ, các bạn rất là nhiều. Và không biết là bây giờ cảm xúc của ban giám khảo như thế nào. Chắc là mời chiếc lá cuối cùng trước đi ạ. Dạ, mời chị Hồng Vân ạ. Nguyên có thần tượng ca sĩ Ngọc Sơn không vậy? Cái chất giọng của cưng á, cách nhả chữ của cưng giống chú Ngọc Sơn lắm. Dạ vâng ạ. Cái thế mạnh của con ở đây là như vậy nè. Cái mặt con khi mà con lên sân khấu nó rất là có thiện cảm. Khi mà con không có bị gò bó, khi mà con có thể bung xõa, khi mà con có thể tự nhiên tự tin, thì cái mặt con nó rất là ngộ. Ngộ nghĩnh đáng yêu á. Nó có một chút ngố ngố, hiểu không? Mà nó lại có một chút si tình. Gọi là không có che giấu được á. Từ ánh mắt, từ đầu môi, chót lưỡi hay sao con không biết. Nhưng mà con nhìn chót lưỡi đầu môi nữ, con nhìn cái bạn nữ rất là tình tứ mà rất say là đắm. Say đắm, bạn nữ cũng vậy. Ngày hôm nay á, thì bạn nữ không còn cái nét u sầu nữa, mà nhí nhảnh rất là đáng yêu. Nó dễ thương lắm, nó tự nhiên lắm. Và khi mà các bạn có cái màn xử lý thay đồ trên sân khấu á, các bạn rất là bình tĩnh để mà thao tác cho nó kịp nhạc và không bị sọc sạch. Đó là cái điều mà tưởng dễ mà không có dễ đâu nha. Cái chỗ thay đồ đó, ban nhạc em đã cứu rồi đó. Mà công nhận ơi, cứu ngoạn mục, cứu mà không biết là cứu luôn á. Chính xác, và nhà xuất thần lắm chị. Cái đoạn giữ răng tấu là coi như là không đủ thời gian để mà thay đồ không, chưa nói đến gài cái mấn trên đầu Thùy. Là lát nữa là tụi em phải trả tiền cho nhóm múa mà múa xà quần hoài. Gấp đôi tiền luôn nha. Đúng rồi. Dạ. Cái cảnh mà hãy lên chạy xuống đó. Đó, đó, cái cảnh đó đó. Anh Hoàng Nhật Nam ơi. Dạ, cảm xúc của anh như thế nào? Cảm xúc của anh á, thì anh có cảm giác như là cái cô mà cô dâu á, cổ cảm thấy là rất là vui vì được thoát ế á. À, tức là cổ tung tăng lắm, cổ chủ động hết. Thay áo xong là cổ bước xuống cầu thang trước, cổ ra cổ dìu rồi cổ đi tung tăng. Sau đó là cổ nắm tay anh chàng này để nhớ tuyến mà. Sau đó dắt lôi xền xệt đi vòng rồi sau đó lên. Cô dâu gì mà chủ động quá trời vậy trời. Thời đại nào rồi anh? Đúng không em? Dạ. Chỉ điều đó là nó thể hiện cá tính của cô này rồi. Tiết mục rất là dễ thương. Thì anh cũng rất mong là bạn nam là Đình Nguyên sẽ theo được Như Thùy nha. Một tràng hô tay. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và chúc mừng hai bạn. Cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, đến với sân chơi của Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng mùa thứ tư, thì ban giám khảo cũng như tất cả quý vị khán giả cũng đã rất quen thuộc. Tại những mùa trước, chúng tôi có những cặp thi đấu, họ thể hiện giọng ca của mình bằng niềm đam mê với dòng nhạc trữ tình bolero. Bên cạnh đó còn có những cái sự đặc biệt hơn thông qua cách dàn dựng và có những phần trình diễn thông qua việc diễn xuất của mình nữa. Nhưng tuần này, cặp đôi Minh Dũng và Thái Ngân, họ sẽ hoàn toàn đơn giản nhất trên sân khấu với ca khúc Ngày Không Em. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Không em anh có buồn không? Sao rơi trên trời ai đêm cùng anh? Mong manh giây phút đầu tiên, lòng lanh đôi mắt lệ rơi. Tạ từ ta xa cách nhau. Đường đời hôm nay chỉ có mình em, mãi nơi phương trời đôi ngã biệt ly. Xin cho anh nắm bàn tay, ôm em cứ ngỡ làm mơ. Ngày không em anh phải làm sao? Trời làm đôi ta xa cách, biết em về
còn nhớ tôi không? Xa xa lắm nhưng ân tình này trả cho em. Ngày về em có dấu mới, anh vẫn thờ khắp khói niềm đau. Đường xưa hai đứa nhớ mãi người ơi, mãi nơi phương trời xa. Yêu em tôi chúc một câu, trăm năm xin giữ bền lâu. Đừng như tôi đêm đêm sầu dài. Hôm nay chỉ có mình em, mãi nơi phương trời đôi ngã biệt ly. Xin cho anh nắm bàn tay, ôm em cứ ngỡ là mơ. Ngày không em anh phải làm sao? Trời làm đôi ta xa. Tình này trả cho em. Ngày về em có dấu mới, anh thầm thở khắp khoái niềm đau. Tình xưa hai đứa nhớ mãi người ơi, mãi nơi phương trời xa cách lòng nhau. Yêu em tôi chúc một câu, trăm năm xin giữ bền lâu. Đừng như tôi đêm đêm sầu dài. Yêu em tôi chúc một câu, trăm năm xin giữ bền lâu. Đừng như tôi đêm đêm. Và đó chính là Minh Dũng và Thái Ngân. Cảm ơn các bạn. Xin mời ban giám khảo. Đầu tiên xin mời giám khảo Hoài Nhật Nam ạ. Trong cái tiết mục của Minh Dũng với Thái Ngân này thì mọi người thấy một cái sân khấu rất là đơn giản nhưng mà sang trọng. Đúng là anh chỉ tập trung vào theo dõi hai em thôi. Trong những cái phần mà các em diễn xuất, những cái bước di chuyển sân khấu hoặc là cái cách mà mình gọi là mình chuyển tải cái nội dung bài hát á, thì anh thấy không có một chút gì gọi là lợn cợn. Tất cả giống như là các em thực sự là đã trình diễn. Anh cũng tâm đắc cái đoạn cuối á, lúc mà chia tay rồi Thái Ngân lại ôm và tựa đầu vào, hai người cùng nhìn về một hướng, cảm thấy cái tình cảm rất là đông đầy. Thì anh nghĩ như vậy cũng là đủ cho một cái tiết mục bolero trên sân khấu. Cái phần dàn dựng đôi khi nó sẽ nhường chỗ cho cảm xúc và cho cái giọng hát nhiều hơn nữa. Chúc mừng hai em. Xin được cảm ơn anh ạ. Dạ, cho em xin nói tí xíu. Thật ra thì trong cái đoạn cuối đó là cái ý tưởng của Ngân. Trước khi hai anh em chuẩn bị bước lên đây và thể hiện các ca khúc thì Ngân cũng có nói với em là thôi bây giờ cái đoạn cuối đó anh đi đi, anh hát xong rồi anh bỏ anh đi, giống như là em là người phụ bạc anh, em bỏ anh em đi theo một người khác em lấy chồng, thì anh đi đi rồi em sẽ chạy đến em ôm anh, em tựa vào vai anh, xem như là một cái lời xin lỗi.
sau cùng mà em dành cho anh. Và thật sự là cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều. Ngân nó nói thiệt lòng đó. Thật sự hai bạn này hát, anh không có lo vì anh biết các bạn này hát như thế nào. Nhưng mà anh lo là không biết tụi nó sẽ thêm cái gì. Tôi đợi hoài, tôi đợi tới gần cuối. May quá kỳ này sao tụi nó không thêm gì hết trơn vậy. Cuối cùng cũng thêm. Cái này thêm, hợp lý. Dũng, thấy em hát chị thấy tội lắm. Nhưng mà trong bài này chị thấy sự cố gắng của em cho nó mềm cái giọng mình lại để nó vào cái bài hát này. Chị thấy được cái sự cố gắng của em. Lúc đầu á thì nó chưa có đủ mượt. Tại vì khi em lên có một vài từ trong cái đoạn đập khúc mà xin trả cho em, chữ trả hoặc là chị nhớ tôi không, cái nốt đó là nó cao mà nó lại luyến nữa. Cho nên là em bị đẩy cái hơi, nó bị mạnh ở chỗ đấy. Nhưng mà sau đó gian tấu trở lại, em đỡ hơn, em mượt hơn, em mềm và em biết control cái chỗ đó, nó rất là nhẹ nhàng đi. Chị nghĩ cái đó cũng phải có thời gian, tại vì bản chất cái giọng của em nó đã mạnh, nó đã lực như thế. Và em hát theo cái kiểu mà nó hào sảng, nó cường tráng quen rồi, cho nên là vào cái bài này nó bắt buộc nó phải mềm như vậy. Chị ghi nhận cái sự cố gắng của em. Còn nói về Ngân thì em hát quá mượt mà rồi, nhưng mà giọng của Ngân đã ngọt ngào, mềm mại, những cái luyến của em nó đã tròn trịa trong cái dòng nhạc này rồi. Khi mình hát đôi với nhau nó có một cái sự lệch nhau quá. Nếu như thế thì Ngân á, em cũng nương Dũng tí xíu, em đừng ém quá cho cái giọng mình, nó có đôi khi nó bị sắc quá, nó hơi bị bén, em đừng đẩy lên quá để cho nó đỡ cho Dũng. Tại vì bây giờ hai bạn cùng nương nhau để chúng ta giọng chúng ta nó hòa hợp với nhau ha. Trong bài này thì cái đoạn cuối á, cái ôm của em mà em làm không ra là người ta không có cái cảm. Chỉ cần trong cái giọng hát của em, hoặc là một cái ôm, một cái ánh mắt thôi, hoặc một cái tay của em đưa ra, tất cả nó đều có thông điệp hết. Nhưng mà quan trọng là em làm để người đối diện người ta nhìn được, ta không cần phải nói bằng lời. Cách ôm của em chị cảm nhận được và chị cảm thấy xúc động, nghẹn nghẹn tí xíu. Nó đơn giản thôi, nhưng mà có lẽ là trong cái biểu cảm, cái gương mặt của em lúc mà em tới, em ôm Dũng và em gục cái mặt lên, gương mặt em lúc đó thấy thương lắm luôn. Rất là tốt ở cái bài này. Cảm ơn hai đứa nhiều. Xin được cảm ơn chị Tư rất là nhiều ạ. Chị Tư làm như mỗi lần mà giận anh Tư á, chắc cũng ôm ngược tường sau ôm tới đó. Ôm sao mà hết, ôm sao mà hết. Ủa? Kiểu như là em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời mà sao anh ơi, vòng eo bự quá không ôm nổi. Ủa ta nhiều tư thế chứ bộ, cứ phải ôm eo ha ta, đúng chị, không? Chị, không biết vòng eo ai bự nên lấy dây niền lại nè. Bộ quá vậy. Một tràng hỗ tay cho hai tụi em đi vào trong. Dạ, chúc mừng rất là nhiều. Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trôi vào thu Việt Nam buồn lắm anh ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta giản dối, để bước phong trần thả hương em khóc cho đời viễn xứ. Về làm chi rồi anh lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ có ngày đàn đứt rơi tơ, một phút tin em mơ thơ, trọn kiếp anh vương dấu nhớ. Nói đi em, cả đời mình mãi đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng đẹp nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm chăn trôi, gửi đông cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm, từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Rồi từng đêm,
anh chết trong mộng ngày thơ. Làm gì chuyện năm xưa cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết em đi đường em. Đêm nay sầu dâng nát tim thôi. Vì sao trời đành mắt xương em. Lo làm cùng người em thương, lo làm cùng người em yêu. Từ đây anh xin người yêu, đừng oan trách hay giận hờn gì anh. Nếu trước chúng ta đừng yêu thì thương nhớ không về trong đêm nay. Nhiều đêm chăn gối bên người không quen biết, trong tim em có thấy như cô đơn. Tại em không nói hay tại anh không biết mà tình ta tan vỡ. Ngồi phương trời ghé sóng bơ vơ, nhiều đêm buồn về chuyện tâm tư. Nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Nhiều đêm buồn về chuyện tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Tuyển ca sĩ phải như thế này, hát hay mà còn nhảy đẹp nữa. Anh đi đâu đánh xù anh thấy cái phần biểu diễn vậy anh có phục không? Phục chứ, trời ơi, rất là phục nha. Trời đất, coi bên đây nữa, Mackie Dê đẹp quá, dê đẹp luôn vậy luôn. Như Thùy phải không em? Dạ. Anh không nghĩ là em luôn đó, em có một cuộc lột xác hoàn toàn so với mùa 1. Còn anh Nguyên này là lần đầu tiên, thưa quý vị, tôi mới thấy anh nhảy lần đầu trên sân khấu. Và rất dễ thương, hôm nay vuốt cái tóc lên nó cao lắm, dễ thương, cưng dễ thương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần nhận xét của đạo diễn Nội Tâm. Mời anh. Tiết mục này anh bị phân tâm bởi cái phần giới thiệu rất là hài hước của hai MC. Cho nên là nếu như mình có đạt giải ấn tượng hay gì đó thì cũng nhớ chia với hai MC Nguyên Khang và Minh Sù nha. Cuộc sống mà, chúng ta anh... ai cũng cần sống em hả? Vâng, ừ. Vâng, anh hiểu điều đó. Một bầu không khí rất giả tạo bao quanh đây. Anh rất là thích cái phần đầu như Thùy hát rất là sang trọng. Và anh thích cái phần tự sự, cái phần hát của hai bạn ở đoạn đầu rất rất là nhiều luôn. Đặc biệt là tại Đình Nguyên, cái giọng của em gợi nhớ đến một chút gì đó Quang Lê. Tất cả những, Sơn những anh chị cũng như là những bậc bề trên hát xong là chị tình vô thì... Bề trên là chết lỡ rồi. Em ơi, họ vẫn còn đang tồn tại. Đàn anh đàn chị. Đàn anh đàn chị đi trước thì em đều yêu thích tiếng hát. Cái phần đầu đã dễ thương và rất là dịu dàng rồi, thì cái phần sau thì cô Như Thùy, đặc biệt là hai cái màu sắc đều hợp với em cả. Chỉ có riêng tại Đình Nguyên thì đúng là lần đầu tiên có những cái bước nhún nhảy. Anh thấy là nhảy rất là dễ cưng. Nó có những cái bối rối, có cái ngượng ngùng. Anh mong là em sẽ tập quen dần với những cái thể điệu vui nhộn hơn. Nó sẽ làm cho giọng ca của em cộng với cái phần nhìn, những phần biểu diễn nó sẽ sống động hơn rất nhiều. Cảm ơn anh. Em thì lại chú ý là cái đội này mặc đồ rất là ăn tông với lại đồ của chị Vân. Đó, màu đỏ đen đó chị. Đỏ luôn. Cứ cảm giác như chị mới chính là bà chủ của phòng trà. Nếu mà chị là đổi bà chủ thì chị đổi tên phòng trà Nội Tạng. Giờ nói về Nguyên trước nè, sao mà cái giọng của Nguyên ngọt quá vậy? Khi bạn cất giọng lên là bạn đó, nghe em á, cứ thấy em có một cái gì đó của Ngọc Sơn hồi trẻ. Đừng bao giờ bạn bị bỏ mất cái chất đó. Còn với Thùy, bạn là người đa dạng. Thì đây là một cặp đôi mà rõ ràng nó có sự tương phản khủng khiếp luôn. Nhưng mà cho đến thời điểm này rồi, khi mà hai bạn đã bắt đầu thực sự hiểu nhau rồi á, thì tôi nghĩ nó là một ẩn số của chương trình mình.
mình không có lường trước được là các bạn này sẽ làm cái gì. Anh Đình Nguyên của tôi, anh hòa nhập vào cái vũ trường á mà nhảy rất là non nớt ha, dạ, em ha, nhưng mà dễ cưng, cưng thiệt là cưng. Hoa nhảy lại trời dễ cưng dễ sợ. Em là quê ở đâu? Dạ em là người hai quê, em có cả gốc của Từ Sơn và của Hà Nội. À Từ Sơn hả? Dạ. Đồng Hương hả chị? Đồng Hương. Chị Từ Sơn. Hèn chi người Từ Sơn hát hay lắm. Một miệng dễ thương. Hai cái bài này nó làm cho thành hai thái cực khác nhau. Thì hát càng ngày càng tình và càng ngọt. Và phong độ hai đứa về hát rất là ổn định. Giữ ở cái phong độ này và có thể là mình leo từ từ lên thì càng tốt. Ha, chúc mừng. Cảm ơn chị Ly. Tới đây xin lỗi mẹ 3 lần rồi. Mẹ không thương con sao mẹ? Mẹ không muốn con nói tội người đó nữa. Mẹ thương con, mẹ tha thứ cho cha thêm 1 lần nữa thôi mà mẹ. Mẹ cấm con không nói chuyện này nữa. Dạ. Quen nhau
cha không sao. Mình, tôi tới đây đã 3 lần rồi. Không biết lần này mình gặp nhau, rồi lần sau. Cha, cha ơi, tôi còn gặp được em và con nữa không? Tôi biết em giận tôi nhiều lắm. Tất cả lỗi lầm là ở tôi. Bởi vậy tôi mới tới đây để xin lỗi em. Em tha lỗi cho tôi. Cha không sao. Tạm biệt. Con hát. Cha ơi. Con hát đi. Có sao đâu con, bình tĩnh. Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn vì tiếng mưa. Tiếng mưa trong phép được mời nhà giáo ưu tú Mạnh Dung nán lại sân khấu. Không biết là khi đến với chương trình này cảm xúc của chú như thế nào ạ? Xin kính chào ban giám khảo. Con chào thầy. Và kính chào
quý khán giả của chương trình được đứng ở đây cũng là lần đầu tiên một cái thiết tha, cái nhu cầu, cái yêu cầu để các con, các cháu kế tục sự nghiệp của nghệ thuật, của ca hát. Tôi với nhà tôi và nhà tôi hai ngày hôm nay đều đi xem và lại còn góp ý cho tôi cùng với các con. Đấy là một cái cảm xúc thực sự. Xin cảm ơn cô chú ạ. Xin mời phần nhận xét của cô Vân ạ. Đây là một cái bài hát với cái sự dàn dựng quá hay. Đến khi mà thầy bước vô, cất cái giọng hát thầy lên thì đúng là cả tôi, cả Thiện Nhân, tôi để ý Thiện Nhân lúc đó là thua luôn. Coi như là khóc, rung hết vai luôn, không kềm được nữa. Cái người nghệ sĩ, cái sự lan tỏa của người ta rất là kinh khủng. Thầy Mạnh Dung, cái sự lan tỏa của thầy rõ ràng là Thiện Nhân đã cảm thấy và đã truyền cái sự xúc động đó cho khán giả. Cái diễn xuất nó chỉ là 30% thôi. Nhưng cái 30% đó nếu mình làm tới thì nó sẽ đẩy cho 70% còn lại nó đạt là tuyệt đối. Và rõ ràng ngày hôm nay Thiện Nhân chứng minh một điều cho con thấy là con có thể làm được tất cả. Con mở ra, con không được rụt rè nữa. Chỉ có một chút là vậy. Vì cái bài này là về Huế. Về cái phần thoại thì cũng có nói tiếng Huế nhưng mà nó không có ra tiếng Huế. Cái thứ hai là cái nhã chữ ở trong ca khúc còn bị lai tiếng Nam. Cảm ơn tụi con nhiều lắm. Cảm ơn chị Hương. Xin được mời tiếp theo giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Khi mà tôi xem tiết mục thì tôi xem với cái tâm hồn khá là rộng mở. Thiện Nhân ngày hôm nay á là cái hình ảnh của em gái của tôi. Khi mà ba với mẹ của tôi mà chia tay á thì tôi rất là mạnh mẽ. Nhưng mà cái đứa em gái của tôi năm đó khoảng 20 tuổi thôi, buộc phải sống một mình. Cái câu chuyện của gia đình tôi nó không có được cái happy ending như cái đoạn cuối. Và bây giờ thì cha của tôi cũng đã có cái cuộc sống mới. Mẹ của tôi thì vẫn đơn chiếc để đi cái cuộc đời còn lại với những đứa con của mình. Và em gái của tôi ngày hôm nay đã rất thành công. Và tôi cũng cảm ơn cho tất cả những cái điều nó đã xảy đến. Mình đã đau trong cuộc đời như thế nào bởi vì cái cảnh ngộ của gia đình của tôi, những cái giọt nước mắt nó đã cho tôi một Hoàng Nhật Nam rất là mạnh mẽ. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ra đây là một cái mẫu số chung của rất nhiều những gia đình khi mà rơi vào hoàn cảnh là cha mẹ không ở với nhau nữa. Sẽ rất nhiều người đồng cảm và chợt giật mình á. Nó sẽ mang lại những cái tươi sáng hơn cho những gia đình khác khi mà người đàn ông họ nhận ra là không, mình không được làm như thế này nữa. Tiết mục này với cái chia sẻ của em á, chị không biết nói sao nhưng mà đúng là quá tuyệt vời cho cái tiết mục này. Vâng. Thực sự là tuyệt vời luôn. Và cảm ơn hai bạn đã thể hiện rất là trọn vẹn tiết mục này. Xin cảm ơn rất nhiều. Hải sản tươi sống rồi bà con ơi. Đây, càng ghẹ ốc hương, ốc móng tay, ốc móng chân, sò lông, sò lá, hột gì lộn hơn. Ra ám hiệu vậy mà cũng chịu ra nữa. Ốc móng tay lộn móng chân không? Mà ghê á. Trinh ơi! Trinh! Gì hả? Cái gì? Cứ tên nó bấm xùm vậy. Trời, nãy giờ nó đọc ám hiệu quá trời luôn. Sao tại sao không ra? Ba ba ba. Ủa, sao đang kiểm tra sổ sách chồng á. Thôi vậy đi ra kia ngồi đi. Để mất công nói chuyện ba nghe chết đó. Hôm nay làm sao? Hả? Bán hàng được không? Trời, hàng của em tuồn ra anh phải bán được chứ. Hải sản tươi sống ngon nhất vùng này mà. Ừ. Em ơi. Ừ. Tự nhiên ngồi đây thấy trời sao lãng mạn quá trời luôn á. Trời Trinh. Em nhìn thấy gì không? Cái gì? Cái ông này vậy lợi dụng tôi hả? Lợi dụng gì lợi dụng? Ngày nào không cho tôi hôn gái rồi mới về ngủ chứ. Thôi bây giờ đừng làm thơ nữa. Bây làm giờ gì? Mình hát đi. Hát hả? Hát bài gì? Hát cái bài mà bữa em với anh hát trên xã đó, nhớ không? Ờ được đó. Bài đó dễ thương lắm á. Hả? Em hát nha. Vậy em hát trước đi. Nằm nghe
sống vô tình nhớ xa gọt tràn theo từng làn gió đưa một vầng trăng sáng soi tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý cũng không xa biển rộng đất trời chỉ có ta thì dòng ngân hà mình cũng qua biển không biển giới như tình anh với em hơn cả những vì sao đêm xanh xanh lơ vì đắm say tình mới đến đây với em mà ngỡ như giấc mơ mắt em âu sầu là cả một trời thơ không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước siết tay dắt nhau mình lánh xa thế gian lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian đời anh sẽ đẹp vì có em ba dạ dạ ô ba hát họ ba hát như vậy nè đời con rất đẹp vì giống ba đời mày sẽ tàn vì thấy tao mày vô đây mày nói chuyện mày hung má con gái tao chúc tao làm việc mày sao dạ còn con là con cái chủ dựa hải sản lớn nhất cái vùng này nghĩ sao con quen với cái thằng đi bán hải sản dạo lẻ hả ba đừng có nói ảnh là dạo lẻ dạo chẳng ảnh là khách hàng tiềm năng của nhà mình đó ba khách hàng chiến lược luôn á bác là sao không hiểu là hải sản nhà mình là con tuồn ra cho ảnh bán đó có nghĩa là hải sản mà ba ngập ngợp mà mấy lần ngập ngợp gần chết đó thay vì ba bỏ đúng không à cái không bán cho ảnh cái ảnh đi ảnh bán cho người ta là mình vẫn được mình có tiền ba nhớ có những ngày ở giữa mình á đâu có con ghẹ ngọp nào đâu với ẹt à hả còn sống phải không ba con lấy con thảy hùng đá nó ngợp con bẻ càng con bán cho ảnh trời ơi khôn quá à giỡn với ba thôi chứ thực sự ảnh là một người cầu tiến lắm đó ba ảnh là sinh viên đó dạ con học ngành kinh tế á bác ban ngày đi học rồi ban đêm rồi chịu khó đi bán vậy hả dạ con đi làm thêm rồi để con đóng tiền học rồi con trang trải cuộc sống rồi thôi được bây giờ cho tôi thử nè dạ được á thì tôi cho quen với con gái tôi cậu đề ra một cái kế hoạch sao á chừng 2 năm sau tôi giàu nhất cái vùng này tôi thấy hợp lý á tôi đồng ý tôi gả con gái tôi cho cậu ờ dạ cái này để con coi đâu à con nghĩ ra rồi cách nào à, hiện tại giờ nhà mình á là một cái vựa hải sản lớn nhất cái vùng này đúng không đúng rồi bán, chuyên bán sỉ đúng không ồ bà thấy không ghê à, chưa không? Bình thường ba được ba thấy kế hoạch của nó được các con hết hồn cái gì ba phải khen là khen sau lưng nó chứ khen trước mặt nó lên mặt với ba làm sao vậy để vậy? Ba mừng việc với nó dạ nè cậu sinh viên kia dạ tôi thấy cậu là sinh viên mà chịu khó chịu khổ chịu cực cầu tiến dạ thấy không tôi chấp nhận cho cậu tìm hiểu con gái tôi dạ cảm ơn bác trời ơi nhưng mà nè tìm hiểu thôi nghe còn bữa nay trăng đẹp quá dạ cho hai đứa tâm sự 5 phút dạ xong rồi vô ngủ nghe chưa dạ dạ, dạ con hứa mà cảm ơn bác ừ dạ trăng nhô lên cao trăng gác trên đầu núi mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới đến đây với em mà ngỡ như giấc mơ mắt em âu sầu là cả một trời thơ không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước ngỡ
mong sao tương lai đường chẳng ta cùng bước. Siết tay dắt nhau mình lánh xa thế gian, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đời em sẽ đem vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Hết giờ rồi, về đi con. Dạ anh về nhé, mai gặp. Dạ thưa bác, con về. Dạ. Con vô liền, con vô liền. Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi, con sao? Dạ con xin lỗi bác, mai con quan làm lại cho bác nha bác. Trời ơi trời. Đã hết đường về rồi. Hải sản cầm tôm của người ta kìa. Hải sản thiệt hết đó quý vị. Trời ơi. Không phải đạo cụ nha quý vị. Tối nay chúng ta có một nồi lẩu hải sản. Trời ơi, uổng quá vậy, để đi luộc đi nè. Nấu lẩu hay là nướng mòi cái mớ này? Trời ơi, luộc cho em, cái này luộc cho đơn giản mà. Em nghĩ là nướng muối ớt. Bia hoặc nước dừa. Thưa quý vị, một tràng hết tay cho nghệ sĩ Phương Bình. Chào anh Bình, bác Thợ Sơn. Lâu quá mới gặp. Thực ra rất là tình cờ, Phương Bình đang thực hiện một bộ phim chung với Minh Luân, là kẻ thù đối nghịch với nhau. Cái tay này ác lắm, thiêu sống tôi chết trong phim. Quay xong ra thì anh em ngồi, thì nó đang tham gia cái chương trình Cặp Đôi Vàng, nhờ anh giúp. Em nghĩ lần sau với cái phần trợ diễn của anh thì chắc là lửa lan tới đâu ảnh dập nước tới đó. Dạ. Cảm ơn anh ạ, xin cảm ơn nghệ sĩ Phương Bình. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh. Quý vị thân mến, thường thì Minh Luân là một diễn viên hát hay mà đẹp trai nữa. Sao hôm nay tự nhiên sao cái bên cái má bên đây nó có một cái gì vậy anh hả? Mới xảy ra ngày hôm qua thôi, khi mà tập chương trình thì vô tình là sảy tay, cắm đầu xuống, mà may là Minh Luân cũng cuốn mình lại, nhưng mà cái đập cái mặt xuống dưới. Nhưng mà hôm nay thì cũng khá hơn rồi. Sở trường của hai bạn luôn là về diễn xuất. Chính vì vậy mà những cái diễn xuất trong cái bài hát của mình hết sức cẩn trọng, phải điều tiết. Bình rất là duyên dáng. Thì cái duyên dáng của Bình vô hình chung nó làm mờ đi Luân, phải điều tiết những cái đó. Còn ngày hôm nay đứng về mặt bài hát, trinh phô được cái giọng hát của mình rất là hay, rất là ngọt. Con cảm ơn cô, con cố gắng tập dữ lắm. Không, cái này hợp với giọng của Trinh lắm, cô chỉ góp ý vậy thôi. Tiếp lời của chị Vân thì hôm nay khen Trinh rất là nhiều. Đặc biệt cái bài Biển Tình này nó có những cái chỗ luyến ấy. Còn nói về diễn thì thôi, Trinh dễ thương lắm. Nhưng Luân còn phải chú ý thêm một điểm nữa. Nghe kỹ lời nha, anh bị sai lời đấy. Anh biết em hát sai ba lời đó. Cái chân của bà này đạp rầm cái. Rồi, ủa gì vậy? Bước qua, cái thứ hai bà đạp ra nữa. Rồi, sai lời rồi. Cái thứ ba y chang là bà đạp anh ba cái này. Chị mốt góp ý thẳng đi chứ, cái đạp chân đây chi vậy? Thì sai cái mà khều một cái để phải. Nó nghe này, cái sắp xếp mà vợ chồng ngồi kế nó cũng mệt mỏi lắm. Sợ luôn á. Rồi, nói tiếp về phần hát nha. Là cả hai bạn ok. Tụi em hát bài này dễ thương. Và khuyên luôn nên chọn những bài tông trưởng sẽ dễ hợp cho mấy đứa. Nó nhẹ hơn. Nhẹ hơn, trong sáng hơn, dễ thương hơn. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Một tràng hỗ tay xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều ạ.